Rất vinh dự được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Phong thủy Gia Cát. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin được kính chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài phát lộc. Quý vị và các bạn thân mến, tuổi Mão là biểu tượng cho con mèo, là con giáp đứng thứ tư trong bảng xếp hạng 12 con giáp. Và khi khởi vòng trường sinh, tính theo tiết khí thì người cầm tinh tuổi Mão ứng với cung Lâm Quan. Tuổi Mão là người rất tinh nhanh, thông minh và cực kỳ nhạy bén nên họ dễ dàng đạt được thành công trong nhiều lĩnh vực. Tử vi tháng 6 năm 2020 âm lịch của tuổi Mão dự đoán bạn sẽ phải chịu những điều tiếng tranh chấp, sự nghiệp thì bị trì trệ, cản trở may mắn trong việc kiếm tiền và nhiều bệnh tật dễ gây ra thảm họa. Đặc biệt, sự nghiệp và tài lộc của bạn suy giảm rất nhiều và tác động của ngôi sao khắc kỵ, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và bạn sẽ phải đương đầu với nhiều thử thách dù trong công việc hay cuộc sống. Tuy nhiên, nếu biết cách làm chủ vận mệnh và nắm bắt được về lá số tử vi của mình, có thể biến họa thành phúc, xoay chuyển tình thế. Và để nắm rõ được vận trình của mình trong tháng này ra sao, cũng như những phương án hóa giải như thế nào, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hết video ngày hôm nay để nắm được chi tiết và cụ thể. Trước khi tìm hiểu nội dung thì quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ Phong thủy Gia Cát bằng cách nhấn đăng ký miễn phí kênh. Cùng với đó, nếu muốn tham khảo thêm những kiến thức về phong thủy và tử vi ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày, bạn hãy tìm hiểu tại phần mô tả video. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2020. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 và kết thúc vào ngày 29 tháng 6 âm lịch, tức ngày 21 tháng 7 cho đến ngày 18 tháng 8 dương lịch. Trong tháng này sẽ có các ngày tốt đối với nữ mệnh chủ tuổi Mão, đó là ngày âm lịch mùng 10 tháng 6, tức 30 tháng 7 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tuất, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa, và ngày âm lịch 22 tháng 6, tức 11 tháng 8 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tuất, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp đến số hotline của chương trình để được các trợ lý hỗ trợ. Tuy nhiên, tháng này không phải là một tháng quá may mắn tốt đẹp với nữ mệnh chủ tuổi Mão. Mệnh chủ thường gặp phải một số vấn đề chính liên quan đến sự nghiệp, sức khỏe và là của chính mình. Đặc biệt, có một số ngày sau, trong tháng 6 âm lịch, những nữ gia chủ tuổi Mão sẽ cần phải chú ý hơn cả. Đó là ngày âm lịch mùng 9 tháng 6, tức 29 tháng 7 dương lịch, có nạp giáp là Quý Dậu. Đặc biệt, đại kỵ với nữ mệnh chủ tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, và nữ mệnh chủ tuổi Tân Mão, sinh năm 1951. Ngày âm lịch 21 tháng 6, tức ngày mùng 10 tháng 8 dương lịch, có nạp giáp là Ất Dậu. Đặc biệt đại kỵ với nữ mệnh chủ tuổi Kỷ Mão, sinh năm 1999 và nữ mệnh chủ tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của nữ mệnh chủ tuổi Mão. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh đó là cần chú ý đến sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vùng tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công may mắn, kích công dành tài lộc, tình duyên, các gia chủ luôn mang theo bên người trang sức trợ mệnh, minh quang pháp bảo. Tử vi của tuổi Mão trong tháng 6 âm lịch. Nhìn chung, vận mệnh tử vi vào tháng 6 âm lịch của nữ mệnh chủ tuổi Mão khá là ổn định, sự nghiệp hanh thông, tài lộc khởi sắc, nhưng cũng không có ít khó khăn để bạn đạt được thành tích này.
Sức khỏe của bạn có vấn đề nghiêm trọng là bệnh về tiêu hóa, cần phải hết sức cẩn trọng. Tháng 6 âm lịch, những nữ gia chủ tuổi Mão cực kỳ hợp với công việc đầu tư làm ăn. Nếu có ý định thì làm ăn, tính đến chuyện kết hợp cùng với ai đó, liều một chút mới thành công. Người còn đang học hành thì việc thi cử cũng dễ dàng, không quá là khó khăn với bạn dù có chút vất vả. Cần phải cố gắng nhiều mới trở thành người nổi trội trong mắt người khác. Về tài lộc của nữ mệnh chủ tuổi Mão, xem tử vi cho thấy tài lộc nữ mệnh chủ tuổi Mão tháng này thân bình ổn, thu nhập và chi tiêu cân bằng. Tuy nhiên, công việc vất vả nhưng lương thưởng nhận được không nhiều như mong đợi. Nữ mệnh chủ tuổi Mão tự đứng ra kinh doanh sẽ trở nên kém nhạy cảm với thị trường, vì thế mà rất khó để có thể có được lợi nhuận cao. Cần có sự quản lý tài chính thích hợp, tránh tối đa việc cho vay mượn tiền bạc. Nếu xác định cho ai vay mượn nên có hóa đơn, giấy tờ đàng hoàng, tránh tin người. Ngoài ra thì tuyệt đối không nên nghĩ đến việc làm giàu chóng vánh bằng con đường phi pháp, bất lương. Nếu không, hậu quả sẽ khôn lường. Tháng này càng không thích hợp cho tuổi Mão đầu tư kiếm lời, nên chọn hình thức đầu tư ổn định, chậm mà chắc. Tình duyên của nữ mệnh chủ tuổi Mão. Tuổi Mão sẽ có một đời sống tình cảm không sôi nổi, tác động của thái tuế có thể khiến cho bạn không có một kết thúc đẹp. Người độc thân có thể được giới thiệu cho ai đó nhưng dễ vỡ mộng khi đối phương không như mong đợi. Phụ nữ tuổi Mão độc thân tháng này nên thận trọng trong các mối quan hệ mới, đặc biệt chớ nên vội vàng với người chưa tìm hiểu kỹ, nếu không có thể bị lợi dụng tiền bạc. Với người đã có gia đình nên cẩn trọng trong các mối quan hệ với người khác phái, nếu không bạn có thể rơi vào tình cảm tay ba, làm ảnh hưởng lớn đến hôn nhân. Tháng này phù hợp để tuổi Mão sinh con, nhờ có con cái gia đình sẽ ấm ấm hơn. Sự nghiệp của nữ mệnh chủ tuổi Mão. Nữ mệnh chủ tuổi Mão dễ bị trở ngại trong công việc, tuy nhiên trên phương diện tích cực, đây có thể là cơ hội để bạn chứng tỏ năng lực bằng việc vượt qua thử thách. Nếu có thể khắc phục khó khăn và khẳng định mình, cơ hội tiến thân sẽ cao hơn. Với những người quyết định nhảy việc, tháng này sự thay đổi môi trường được khuyến khích, vì có thể mang lại cho bạn trải nghiệm thú vị. Tuy vậy, bạn cần phải có sự hỗ trợ của đồng nghiệp, bạn bè. Chỉ nhờ thế, bạn mới có thể hoàn thành các nhiệm vụ. Chỉ nhờ thế, bạn mới có thể hoàn thành các nhiệm vụ và tạo nền móng tốt cho tương lai. Công việc nhóm càng đóng vai trò quan trọng, vì thế nên sẵn sàng tinh thần học hỏi, chia sẻ. Nhờ quý nhân phù trợ, sự nghiệp của bạn tháng này sẽ suôn sẻ hơn, các nhiệm vụ được hoàn thành. Những nữ gia chủ tuổi Mão thân mến, bạn đừng đặt mục tiêu về kinh tế quá lớn, xa vời với kết quả hiện tại. Mỗi bước đường thành công cần xây dựng trên một quá trình nắm bắt cơ hội và cố gắng. Bước sang tháng 6 âm lịch này, chỉ cần các nữ gia chủ tuổi Mão chăm chỉ hơn một chút, kết hợp với việc mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp, quý nhân, hợi, Mão, Mùi, các gia chủ sẽ hóa giải được vận trình khó khăn trong công việc của mình. Sức khỏe của nữ mệnh chủ tuổi Mão. Vào tháng này, sức khỏe ở mức trung bình, dù không có gì quá tỏ ra xảy ra, tuổi này cũng không thể đạt được thể lực tốt như mong đợi. Nên chú ý tập luyện thể thao đều đặn, ăn trái cây, rau quả để tăng sức khỏe. Tránh xa những nơi không khí kém sạch gây ảnh hưởng đến cơ thể. Hạn chế tối đa thức khuya, đồ uống có cồn, cần chú ý tới bệnh về dạ dày, thận trọng khi lái xe. Tử vi của từng tuổi Mão trong tháng 6 âm lịch. Nữ mệnh tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Bước sang tháng này, những nữ mệnh tuổi Ất Mão có sự thay đổi lớn về sự nghiệp, công việc xảy ra nhiều biến cố, đến mức bản thân không có thời gian nghĩ đến tương lai. Nhẹ thì giảm lương, cắt chức, nếu nặng thì thôi việc, chuyên làm ăn thua lỗ trắng tay. Đây được xem là tháng xấu cho người tuổi Ất Mão. Mọi việc hãy cẩn thận và đề phòng. Các dự án và kế hoạch hãy tạm gác lại để tháng tiếp theo hãy mở rộng và phát triển.
Tiền bạc trong tháng 6 âm lịch thì gặp chút khó khăn, nhưng mọi việc được cân bằng. Hãy cố gắng phấn đấu vào những tháng tiếp theo để thời hậu vận của tuổi Ất Mão sinh năm 1975 được sung túc đầy đủ hơn. Nữ mệnh tuổi Đinh Mão sinh năm 1987. Được những ngôi sao tốt lành chiếu mệnh, sự nghiệp của quý bà tuổi Đinh Mão tháng này sẽ ít bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, có những ngôi sao bất khả xâm phạm sẽ mang đến một số vấn đề khó chịu cho nữ mạng tuổi Đinh Mão. Trong quá trình làm việc, ít nhiều bạn cũng sẽ gặp không ít trở ngại và mắc sai lầm, miễn là bạn có thể chịu áp lực. Tuy nhiên, các vấn đề được giải quyết và bạn vẫn có thể đạt được kết quả tốt vào cuối tháng này. Sức khỏe của tuổi Đinh Mão vào tháng này do ảnh hưởng bởi những ngôi sao xấu chủ về sức khỏe. Bạn nên đề phòng bệnh cũ tái phát trong tháng này bởi những ngôi sao xấu có thể làm tình hình kéo dài tệ hại hơn. Để hóa giải được điều này, các gia chủ có thể thay đổi bằng cách sử dụng pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo đã được khai quang trì chú để kỵ tà hóa sát, chiêu phúc nạp tài, tinh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Nữ mệnh tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999. Thật may mắn khi mà những nữ mệnh tuổi Kỷ Mão nhận được nhiều sao tốt lành mang đến cho cuộc sống của quý cô, nhất là công việc, danh lợi, gặp nhiều may mắn. Làm việc gì khó cũng có người giúp đỡ. Nhìn về sao chiếu mệnh thấy rằng tháng này công việc khá là thuận lợi, mưu sự dễ thành. Tuy nhiên, gặp hạn cần phải đề phòng về chân tay trong khi làm việc với máy móc hay là đi lại. Tránh những giày sát hay là gãy chân tay, mặc dù nhẹ nhưng vẫn phải phòng, vì điều này cũng có ảnh hưởng đến công việc. Có điều trong hạn tháng này có phi, phù, điều này là một bất lợi dẫn đến sự bất hòa. Tháng này có chuyến đi xa bồi bổ tình cảm vợ chồng. Đặc biệt trong tháng này, các gia chủ sẽ cần phải chú ý ngày âm lịch 21 tháng 6, tức mùng 10 tháng 8 dương lịch, có nạp giáp là Ất Dậu. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Kỷ Mão sinh năm 1999. Trong những ngày này, phong thủy gia cát khuyên mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Tuổi Tân Mão sinh năm 1951. Nữ mệnh tuổi Tân Mão là người có số khá sung sướng trong tháng này. Dù có gặp chút khó khăn nhưng cũng không mấy đáng ngại. Sự nghiệp của họ phát triển không phải là quá nổi trội nhưng khá ổn định, ít gặp sóng gió. Đi đến đâu cũng được nhiều người yêu mến. Do về sau sự nghiệp phát triển tốt, càng về sau càng giàu nên tài lộc cũng thế mà lên theo. Bạn được nhiều người giúp đỡ nên thường được hưởng lộc và gặp nhiều may mắn. Tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Tử vi nữ mệnh tuổi Quý Mão trong tháng 6 âm lịch sẽ gặp nhiều vận khí tốt, có phúc tinh chiếu mệnh nên mọi việc đến với mệnh chủ đều tốt đẹp. Người tuổi này thụ động, thích ổn định, an nhàn, theo đuổi sự sung sướng hạnh phúc. Họ làm việc không cố gắng hết mình, hiếm khi tạo áp lực cho bản thân, hết trách nhiệm là không để ý đến nữa. Nếu có người bên cạnh đôn đốc thì chắc chắn họ sẽ làm tốt. Vận thế tình cảm thì không quá có nhiều sóng gió, mọi chuyện diễn ra bình thường. Đôi lúc xuất hiện niềm vui bất ngờ nhưng thường rực rỡ quá mức chịu đựng. Họ khó có thể tìm được người tâm đầu ý hợp, cũng khắt khe trong việc lựa chọn bạn đời. Những người này có chút khó khăn về tiền bạc nhưng rất nhanh chóng được giải quyết xong. Họ không cần tiết kiệm mà vẫn có quý nhân dâng tiền đến cho họ. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Rất cảm ơn quý anh chị thời gian vừa qua đã tin tưởng đồng hành cùng với Phong Thủy Lộc Tài. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi của 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những nữ gia chủ tuổi Mão trong tháng 6 âm lịch này, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi, đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chúc các anh chị thành công, thuận lợi trong cuộc sống.